trời ơi, tôi uống, tôi pha cà phê cũng ngon, sao mà nó uống nửa chừng nó bỏ vậy trời. Khổ ghê luôn vậy. Trời đất ơi, ông trận ơi. Lịch sự cái lịch sự. Ghế là để người ta ngồi cho mà để gác chân nghe. Ông làm cái gì một mình ông ăn mà ông quê ông xả rác vậy đó hả? Tôi mới quét xong á, trời ơi, thương giùm tôi thân già. Làm đủ thứ chuyện hết trơn á. Tôi gác chân nào ta? Ví dụ vậy mới là gác chân nè. Dù dặm dặm vậy mới là dơ. Tôi để đây chút xíu làm dữ. Mẹ ăn mấy cái dính, bỏ cái bàn nó dính nè. Dính thấy bụi quá, bây giờ không có gì đâu. Trời đất ơi, làm ơn thùng rác là kia kìa. Lấy cái thân của ông tới, ông bỏ rác giùm đi. Đằng nào chị cũng quét mà, chị làm khó chú à. Làm khó cái gì? Ông biết tôi làm biết bao nhiêu chuyện không công không? Tôi phải qua mấy cái phòng bao, tôi lao, tôi chùi nè. Rồi tôi quét sân ngoài sân nè. Lá nó cứ rớt hoài nè, khổ lắm mà. Chị ơi, trong lúc tôi bận rộn chị cũng đâu thấy đâu, đúng không? Tôi cũng trăm công nghìn việc, tối ngày long nhong ngoài đường xếp hàng vậy. Thôi giờ bận á, tự xếp hàng còn cáo tôi à. Cáo ruột của tôi à. Giám đốc công ty không rảnh nói chuyện chị không nè? Trời đất ơi. Nè, đợi gần gần nha, dữ à. Đó, lù lù lại. Cảm ơn. Có thấy ghét không? Ui, rác rứt tùm lắm. Trời đất ơi, mấy đứa ơi là mấy đứa. Cái gì vậy nè? Dạ. Ôi, chị đã nói tụi em là người lớn phải nít thương Năm giùm cái đi. Năm cũng cực lắm, Năm phải là lao chùi ở đây đi đâu không. Trời ơi, ăn uống thì có thùng rác bỏ vô giùm, sao mà chụp bừa bãi vậy trời. Ủa? Trời Năm, cái này không phải tụi em. Chứ ở đâu mà xả rác tùm lum vậy? Ủa, cậu Trực á. Cậu Trực nó thôi để xíu đi rồi cậu Trực về mà chở đổ. Nghe chưa? Xíu rồi kêu kêu. Tôi là nhân vật quan trọng nên hãy gì vậy? Dạ. Bước ra cái là kêu, bước ra cái là kêu. Người lớn sao ăn uống bông dơ chuyện gì nè? Không biết là tôi cực lắm không? Tôi dẹp không? Của tôi hả? Dạ. Trời ơi, đừng có kìa, bàn nào cũng có đồ ăn là sao vậy? Cậu không có cụ đi nói chuyện, mỗi bàn nói chuyện cái là để đóng vậy đó. Nãy đi giao hàng cả ngày đói bụng quá, xong rồi về ăn chưa kịp dọn là sếp kêu đi giao hàng tiếp rồi. Thông cảm. Ăn một chỗ rồi để gì đó mà tập lâm vậy trời đất ơi. Tại tụi nó nè, đang ăn bên này cái thằng Mạnh nó kêu qua đây để đi lấy ra hồ sơ giùm nó, đang ăn đây quên để đây. Hộp xôi á. Ờ, sao đang ăn nó kêu đây để đây, lát nữa về dọn. Chứ không phải là ông nói, ông thấy tôi ở không quá ha, ông tạo công ăn chuyện làm cho tôi, ông xả rác ông nhớ không? Tôi thấy giống như là bà ác cảm tôi gì á. Tôi không có ác cảm, tôi nói đâu đúng đó. Tôi làm gì bà đâu. Hồi nào vô công ty luôn luôn là tôi là người hòa nhã, hiền lành, nghệ sĩ tính đầy mình. Vậy mà lúc nào bà cũng làm như tôi với bà không đội trời chung nào. Tôi không có dám gây với ông đâu ha. Tại vì ông là cậu của sếp mà, tôi gây rồi có người thù tôi. Rồi mép với sếp, sếp đuổi tôi sao, tôi sợ quá, tôi đâu có dám gây với ông ha. Xin lỗi mà Năm Mặn á, Tránh Trực này không bao giờ hèn. Tuy nghèo, nhưng mà nghèo cho sạch, rách cho thơm, không bao giờ hèn. Có thiệt, dường như tôi đang đây là tôi kêu tôi để quên à, rác đổ đây. Chừng nãy giờ tôi làm vậy nè. Trời ơi, gọi là xả rác. Trời. Đúng không? Trời ơi, đi đó giờ ông lại nó tôi phải quét nữa hả trời? Hồi nãy trong cái ly rồi, bây giờ ông đổ ra nữa. Tôi nói thiệt với ông nghe, mai mốt là có ông mà không có tôi đó nghe. Tôi nói thiệt với chị nha, tôi với chị đã không đội rồi thì chúng ta không đội cái gì chung với nhau hết. Ông đừng có tưởng là tôi mê độ chung với ông hả? Đừng có háo. Xin lỗi chị nha. Cái gì? Hả cậu? Ngưng cuộc cãi lộn lại. Trời đất ơi, hai người cãi lộn quá rồi. Làm như cái game tụi con đang chơi vậy đó. Bây giờ đang rất hot một cái game tên là Không Đội Trời Chung. Trời ơi, hay quá. Ê, hàng bay mất dạy quá vậy. Dạ. Người ta cãi lộn, hàng bay hào hứng lên kêu là tụi bay có thể làm game. Không, là cái game nó vừa đánh lộn vừa chửi lộn. Đúng không? Game này hai bên là chơi nhau là bao nhiêu mà có nhiều tức giận gì là chơi được nhau hết. Đấu nhau hả? Dạ, đấu nhau. Hay là game mà chơi ngoài đời vậy hả? Đúng vậy. Chửi được luôn. Đánh luôn. Đúng rồi, cậu đánh không cậu? Có cái game gì luôn hả? Đấy, đó, đó. Ví dụ cậu ghét ta là cậu đánh người ta liền. Rồi được chửi nữa. Ok, ok. Em về đổi chị. Dạ, em sẽ là huấn luyện viên cho chị Năm. Ừ. Con chờ sẽ là huấn luyện viên cho cậu. Đúng, con phải người của cậu rồi, gia đình mà. Hãy chờ xem. Không đội trời chung. Vâng, kính thưa quý vị, sau một khoảng thời gian luyện tập, trau dồi kỹ năng, thì ngày hôm nay chúng tôi, nhiều huấn luyện viên, vinh dự được giới thiệu những người học trò thân quý của chúng tôi để tham dự game show Không Đội Trời Chung của ngày hôm nay. Đúng vậy, hôm nay là phần so kè giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức. Đầu tiên, xin mời nữ võ sĩ căng tin
Nguyễn Thị Năm. Gà tôi. Và xin được giới thiệu người đối thủ bên đây rất mạnh. Đây, một sống một còn đây. Kỵ sĩ của bộ phận giao hàng, cậu Chánh Trúc. Oh yeah, hip hop never die. Yes. Oh yeah. Woohoo. Lên, đúng rồi. Cũng lên, đúng rồi. Hay quá. Wow. Thấy cuộc đấu chân quá là kịch tính rồi. Đúng vậy. Thì hôm nay có thể thấy là khí thế hai bên đã rất là sôi nổi rồi. Nhét vô. Nhét cái gì cậu? Nhét gì? Nhét cái đầu bằng nhựa vô đây nè. Rồi. Trời ơi. Wow, bảo vệ răng miệng rất chính xác. Nhét vô. Rồi, nhét. Cảm ơn. Bắt. Đâu? Vô Nam, vô nhân vật Nam. Chơi. Bắt vô đây. Rồi. Đó. Đi chơi vậy. Rồi, đừng có nể phụ nữ. Đánh cái ta xương nát mình. Đánh. Thấy nguyên cái cuốc, cái đập vô mặt luôn. Để cái gì ông già, để ông đi cũng luôn. Đánh cái ta xương nát mình luôn. Đánh cái ta xương nát mình luôn. Đánh lén. Dùng sao cũng lớn nghe, nó đẻ là mày được nghe, mày làm sao mày nói vụ đó hả mày? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mày? Kém cái gì? Lo làm việc không lo tối ngày game kìa. Ui dạ. Tôi thiệt chị, tôi chị lớn rồi. Mình giận nhau giận cho có thôi, không để bụng, đúng không? Qua nhau đi. Ủa? Quê phải không? Đúng, quê đi. Mai mốt là ăn không xả rác vào đường chứ. Đúng, mà cái gì bỏ rồi thì bỏ. Đúng. Nhưng có những cái không bỏ được. Đúng. Tội nghiệp chó đi quang đi ngang thấy kiểu cái nó bụng nó kêu ẵn ẵn hoài thôi. Không có chó nào mà nó biết bấm thang máy lên tới cái sảnh của căng tin hết á em. Để dông á, chắc dông nãy em cúng